Saigon là một cái tên không thể nào quên được của những người Việt sống ở nước ngoài. Đây là lý đô Saigon ở Sắc Tô. Tuy rằng ở đây nó không lớn như lứa đô Sài Gòn ở quận Cam, nhưng mà vẫn có đầy đủ tất cả. Nếu bạn từ phương xa đến, bạn sẽ chạy trên con đường Stockton Boulevard này. Bạn sẽ thấy tất cả những nhà hàng, những chợ quán ở trên con đường này.